Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Người Việt Nam có cầu, có thờ, có thiền, có kỳ, có lạnh. Và dịp Tết Nguyên Đán, mọi người cùng cố gắng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cùng nhau trao gửi yêu thương. Và những ngày đầu xuân năm mới, không chỉ có người dân ngại mắc mớ đến pháp luật vì sợ dông cả năm, mà lực lượng công an cảnh sát cũng rất ngại vì phải xông đất nhà dân trong hành trình truy xét thủ phạm gây trọng án. Tuy nhiên vì tính chất công việc nên trong nhiều trường hợp, họ không có cách lựa chọn nào khác. Một trong những trường hợp đó là trong cuộc điều tra vụ án mạng ở vùng Công giáo đúng ngày mùng 1 Tết 2017 của Cảnh sát Hình sự tỉnh Thái Bình. Sáng ngày 28 tháng 1, 2017, mùng 1 Tết Đinh Dậu, Dương Văn Thà sang nhà bố mẹ đẻ ở cùng để chúc Tết và ăn cơm tại đó. Sau khi đã ăn uống no say, Thà trở lại nhà mình. Sẵn hơi men trong người cùng những bực tức tích tụ bấy lâu nay, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, Thà đi bộ sang nhà bà Lành, hàng xóm sát vách nhà Thà với mục đích sát hại nạn nhân. Biết bà Lành là người sống độc thân nên khi thấy bà Lành chỉ ở nhà một mình, lại đang lúi húi làm việc nhà, Thà đi từ phía sau đến tấn công bà Lành khiến nạn nhân tử vong. Không dừng lại ở đó, để che giấu tội ác của mình, Thà dùng một chiếc phích cắm điện trong nhà bà Lành để trên tay nạn nhân, tạo hiện trường giả, ra nạn nhân tử vong do bất cẩn khi sử dụng điện và bị điện giật. Sau đó Thà tiếp tục sang nhà của những người hàng xóm khác chúc Tết nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đến 16 giờ cùng ngày, cháu gái cùng cháu rể của bà Lành đến thăm, chúc Tết thì thấy nhà cửa tối om, cánh cửa nhà khép hờ. Gọi mãi không thấy bà Lành trả lời, người cháu gái mở cửa đi vào mới phát hiện bà Lành nằm dưới đất, cạnh giường ngủ cùng sợi dây điện trên tay. Quá bất ngờ, người thân của nạn nhân lập tức ngắt cầu giao và làm các biện pháp sơ cứu và truy hô mọi người đến ứng cứu, nhưng bà Lành đã tử vong trước đó. Với hiện trường nhìn thấy, thoạt đầu mọi người đều nghĩ bà Lành tử vong do bị điện giật nên đã đưa thi thể sang nhà em trai của nạn nhân cách đó không xa. Tuy nhiên tại đây, người thân của bà Lành phát hiện ra một số dấu vết lạ nên đã nghi ngờ và báo cho chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Đình Trung, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, điều hành các mặt công tác. Tuy nhiên khi lực lượng công an có mặt, hiện trường xảy ra vụ án đã bị xáo trộn rất nhiều do đông người nhà đã đến và di chuyển thi thể nạn nhân đi chỗ khác. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục vấp phải khó khăn khi người nhà nạn nhân không đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, vận động, lực lượng công an mới có thể khám nghiệm tử thi. Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Bình và kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về nguyên nhân, cơ chế dẫn đến tử vong của nạn nhân là do chẹn đường thở, nhìn thấy những điểm khả nghi của vụ án, Đại tá Nguyễn Đình Trung đã loại bỏ nghi nhân trộm cắp, cướp tài sản cho bà Lành thuộc diện hộ nghèo, bông tai bằng vàng của nạn nhân đeo trên người không bị mất. Trong lúc công tác khám nghiệm đang diễn ra, thì hoạt động nắm tình hình vụ án được lực lượng điều tra triển khai song song. Nắm tình hình xác định bà Lành không có chồng, không con, sống độc thân trong ngôi nhà tình nghĩa rộng khoảng 20m, tính tình hiền lành, quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, chưa phát hiện có mâu thuẫn với ai. Vì nạn nhân thuộc diện nghèo của địa phương, không sở hữu tài sản có giá trị. Hơn nữa, trong quá trình khám nghiệm, không có phát hiện dấu vết cậy phá, lục soát nên lực lượng phá án đã đặt ra hai giả thuyết điều tra. Một là đối tượng đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, bị nạn nhân phát hiện nên đã ra tay giết người diệt khẩu. Hai là án mạng do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Để kiểm tra các giả thuyết này, hàng trăm cán bộ điều tra, trinh sát viên đã được huy động vào 3 tổ công tác, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cùng với việc thu thập tin tức, nắm tình hình liên quan, thì tất cả số đối tượng có tiền án, tiền sự với các tội giết người, trộm cắp, cướp, đối tượng ma túy, cờ bạc, lô đề, thanh thiếu niên nghiện game trên địa bàn xã Thái Thọ đều được đưa vào diện rà soát, xác minh việc sử dụng thời gian. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của nạn nhân bao gồm quan hệ với láng giềng, làm ăn buôn bán, tình cảm và cả quan hệ trong họ mạc, nội tộc cũng được kiểm tra để tìm thông tin liên quan. Vì đang trong Tết nên việc tiếp cận người dân để lấy thông tin vô cùng khó khăn.
Tâm lý bà con vào ngày đầu xuân không muốn có những mắc mớ rầy rà với pháp luật, nên khi các trinh sát đến nhà hỏi han về sự việc hay căn quản về hoạt động hiện hành, quan hệ với nạn nhân, thì nhiều người tỏ ra khó chịu, không muốn hợp tác. Hôm nữa, vào ngày đầu xuân, việc người dân đi lại, thăm hỏi, chúc tụng ra vào địa bàn khá nhiều, gây khó khăn cho việc đánh giá, nhận diện hung thủ là người tại chỗ hay đối tượng xuyên khe từ địa bàn khác tới gây án. Đó là những khó khăn rất đặc thù của công tác điều tra trọng án vào dịp đầu năm mới mà chính tôi cũng trải nghiệm trong những năm tháng làm cảnh sát hình sự. Nhưng rồi bằng quyết tâm không ra thủ phạm, không nghỉ Tết, toàn thể lực lượng phá án đã vượt qua những trở ngại này. Từ nhiều nguồn tin thu thập được, ban chuyên án xác định loại trừ giả thuyết giết người cướp tài sản mà tập trung truy xét theo giả thuyết giết người do mâu thuẫn, thù tức. Với đặc điểm nạn nhân đã già yếu, sống bằng trợ cấp của họ Mạc, gia đình chứ không có buôn bán, làm ăn, thì các mâu thuẫn nếu có chủ yếu sẽ xảy ra trong thôn xóm, thậm chí là với láng giềng sát vách. Việc định hướng hoạt động điều tra dựa trên các giả thuyết đúng luôn là con đường ngắn nhất dẫn đến thủ phạm. Sau nhiều giờ rà soát, loại hàng trăm đối tượng ra khỏi diện nghi vấn, cuối cùng cái tên Dương Văn Thà là hàng xóm sát vách với nạn nhân đã lọt vào tầm ngắm. Gã này tính tình vốn cục súc, lại có tiền án về tội cố ý gây thương tích, thực chất là hành vi sát hại vợ không thành với các yếu tố gần giống như cái chết của bà Lành. Tại cơ quan điều tra, Thà một mực phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của bà Lành, nại ra những chứng cứ về sự ngoại phạm của mình. Tuy nhiên, trên cánh tay đối tượng có một vết xước da. Khi bị hỏi bất ngờ về nguồn gốc của thương tích này, Thà khai là do ngã xe máy trong sáng mùng 1 Tết. Lời khai này được kiểm tra ngay lập tức. Kết quả là những người dân ở quanh địa điểm Thà khai bị ngã xe đều cho biết họ không trông thấy việc đó. Lực lượng kỹ thuật hình sự cũng đã nêu quan điểm chứng minh về thời gian hình thành vết xước da để bác bỏ lời khai của Thà về việc ngã xe. Để có căn cứ vững chắc chứng minh sự liên quan của Thà đến vụ án, việc lấy mẫu máu của gã được tiến hành và gửi về Viện Khoa học Hình sự để trưng cầu giám định. Sau nhiều giờ hồi hộp chờ đợi, cuối cùng kết quả giám định đã khiến toàn thể lực lượng phá án thở phào nhẹ nhõm, bởi vì kết quả phân tích ADN đã chỉ ra rằng tế bào lấy ra từ đầu móng tay của nạn nhân Lành chính là của Dương Văn Thà. Với phương pháp chiến thuật xét hỏi sắc sảo của các điều tra viên cùng các chứng cứ vật chất được khoa học chứng minh, Thà đã phải khai nhận về tội ác của mình. Mùng 3 Tết, Đại tá Nguyễn Đình Trung và những cán bộ của mình mới bắt đầu trở về với cái Tết cổ truyền. Dẫu muộn, nhưng cái Tết của họ có ý nghĩa hơn khi có thêm niềm vui phá án đầu năm thành công. Vụ án trên là minh chứng cho thấy lực lượng công an, cảnh sát luôn nỗ lực đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống của người dân, bất kể ngày thường hay những dịp đặc biệt như lễ Tết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!